tú eres bella con la papaya. No digáis nada, no os entendería. Rồi. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm clip về khẩu RBK. Khẩu RBK thường ấy, lấy trong boss. Lấy trong boss nhiệm vụ đấy. Thì lấy cũng khá là dễ thôi. Thì khẩu này bắn cũng khá là ok. Đam to, bắn rất là giật. Đó, rất là giật. Khẩu này rất là phù hợp cho các bạn chuyên thẩm du. Mà cái khẩu này cũng đạn nó cũng vừa phải thôi, chứ nó cũng không có nhiều. Mình mua sẵn hộp đạn rồi nên nó cũng khá là ổn. Thì bạn nào có điều kiện lên RBK VIP thì được thì nên lên RBK VIP hơn. RBK VIP rất là ngon. Đam to nhiều đạn. Bắn phê, ngoại hình đẹp, đủ cho chúng ta có thể đi y kiếm đồ các thứ. Còn nếu không có tiền thì khẩu này cũng không sao các bạn ạ. Khẩu này cũng rất là tốt, bắn cũng rất là tuyệt vời. Chạy zombie nó cũng hơi thốn một tí, nó cũng hơi khá là nặng, nhưng vẫn chạy được. Nếu trong trường hợp zombie cũng khá là cũng vừa phải. Còn nếu mà zombie nhiều thì các bạn cứ xác định là phải vỡ mồm vì khẩu này cũng khá là nặng. Rồi, đứng đây thì quá là tuyệt vời. Không còn gì bằng. Chỉ đợi zombie tới và mình hiếp nó thôi. Rồi, đứng đây và thẩm du. Cầm hero. Hình như đợt trước mình chơi hero. Hero cầm súng thì nó bắn rất là ngon. Nhưng giờ thì cảm thấy nó rất là tồi tàn. Nó kiểu sao đấy. Bây giờ cầm đao nó ngon hơn. Không biết là tại sao. Đợt trước thì cầm súng nó không hiểu là tại vì game nó điều chỉnh hay sao, hay là mình chơi thì ngu hơn thế không biết. Rồi hết giờ rồi. Ô này làm gì đây? Lấp ló à? Chơi nút tìm à? Ôi nút tìm mình không thấy đâu. Rồi phải hết giờ rồi, nhảy qua làm gì nữa. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục RBK VIP nhầm RBK thường và song đao IRS chứ. Nhầm. Rồi mình có linh cảm là thằng này sẽ thành boss đây. Cái kiểu mà lát thế này thì con boss mới lạ. Ồ đúng đấy chưa. Mình có linh cảm rồi mà. Lúc nãy mình toàn chơi toàn bị zombie các bạn. Vào trận zombie. Nói chung một trận mình chơi tận 4 lần làm zombie còn một lần làm người đến chết cha chứ. Nói thật là nói hơi tục là vậy chứ. Cực kỳ thốn luôn các bạn. Quay clip mà như vậy thì muốn đập máy luôn các bạn ạ. Cứ lần cao nhất của mình là 4 lần zombie và một lần làm người. Cực kỳ chán luôn. Rồi chơi đã thế rồi mà còn lag nữa. Ôi chạy. Tiêu. Không được đứng đó. Đứng lên thành đó rất là nguy hiểm. Mấy thằng này cào khôn lắm. Rồi. Lao vào mà ăn đi. Phải quan sát trước sau không thì nó hiếp chết. Hồi thanh niên này tính lừa đấy. Không phải thằng lừa đâu. Tưởng nấp chỗ đó mình chạy lên đây bắn mà nó chạy vào. Lừa chỗ nào em ấy. Lừa. Cái tội lừa tình. Bắn khẩu này cũng khá là giật, thay đàn cũng khá là chậm. Theo mình là chậm. Vì nó chỉ việc đút vào, đút ra và găm vào. Nhưng mình cảm thấy nó vẫn rất là chậm. Rồi qua đây đứng mà thủ thôi.
Cậu này bên này đông quá. Cậu này được cái nhiều đàn, thẩm du tốt, thẩm du và san rong đều tốt hết, không chê vào đâu được. Đàm thì cũng khá là to, khá là được, đủ cho các bạn có thể săn zombie tốt. Còn DAI thì cũng khá là ok. Nếu không có RBK VIP thì các bạn có thể cầm tổ này săn hoặc chơi các thứ cũng đều được. Nhưng trong C4 thì mình cũng không biết là nó có ngon hay không. Chắc là nó không ngon đâu. Tổ này không tương thích với C4 đâu. Rồi, lát xuống. Rồi, hết giờ rồi. Vâng, mình hay cầm tao còn chin này. Thằng này thì có nhiều cái khẩu súng mà mình vẫn chưa bán, nên vẫn còn nhiều cái khẩu súng mà mình chưa làm nên mình làm luôn. Lỡ mua cái giáp zombie rồi nên cố xài mấy ngày cho hết luôn, chứ để không phí lắm. Nếu sắp tới thì mình sẽ chuẩn bị làm cái event 10.000 subscribe thì cái arc 2 nha các bạn. Arc 1 thì mình đã làm rồi, đạt 10.000 sub thì mình đã làm rồi, nhưng arc 2 thì do có nhiều việc nên mình vẫn chưa có thể làm được cho các bạn. Thì sắp tới thì mình sẽ cố gắng bỏ thời gian ra để làm cho các bạn. Rồi chạy. Ôi chạy. Ui tiêu. Thoát nhanh. Rồi, chỗ này cũng khá là nặng nên chạy zombie nó cũng không có tốt. Rồi mấy thằng kia bị ngáo à. Rồi thanh niên này làm gì đây? Rồi lại gặp thánh AFK rồi. AFK này, vỡ mồm này. Chắc thằng này bị lag đấy, không phải AFK đâu. Rồi tiêu. Rồi thằng nào đứng đây? Đứng đây làm gì? Rồi thanh niên làm gì đây em mẹ? Làm gì đây? Uế, AFK. Mình tưởng nó nhữ chứ. Rồi chạy. Không nên đứng một chỗ khá lâu. Ôi vãi, bị mình ăn rồi. Rồi chạy. Chạy nhanh không nói hiếp. Bọn này rất là nguy hiểm. Nói biết ngay mà. Rồi đứng đây cầm hero down thì quá là tuyệt vời. Mình nói không sai đâu, hero down rất là ngon. Lúc trước thì mình chê thật, nhưng bây giờ thì mình cảm thấy thích hero down rồi đấy. Đó, rất là phê, rất là tuyệt vời. Còn gì bằng. Tuyệt vời. Thôi chết hết đi. Rồi mình sắp tiêu rồi. Rồi ôi tiêu. Tiêu luôn rồi còn gì nữa. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nào. Tiếp tục là hiếp zombie. Thì các tựa game khác thì mình sẽ cố gắng tìm và cố gắng luyện tập và chơi thôi. Rồi tên zombie rồi. Tiêu đời thật. Mình chơi lúc nào cũng vậy các bạn ạ. Cứ chơi một phát là kiểu gì cũng thành zombie. Một trận phải có một phát là zombie. Chứ không thể không có thành zombie được. À không thể không thoát khỏi cái việc mà mình biến thành zombie được. Rất là thốn. Nếu một trận là may đấy, một trận bị một lần là may đấy. Chứ một trận mà bị đấy 3-4 lần thì mình muốn đập máy luôn các bạn. Chán thật. Bọn này chơi kiểu gì đấy. Rồi, hai thằng ô này làm gì đây? Không thấy hả? Cầm cương thi đi cào đúng là sướng thật các bạn ạ. Rất là dễ cào. Lúc nãy không mua, ấn nhầm cái mua con cương thi luôn. Rồi, vỡ mồm nè. Hero hơi bị cùi bắp. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nào. Rồi tìm cái chỗ mà chúng ta có thể đứng thẩm du được.
Cảm chứ đứng mà có thể an toàn. Chứ thẩm du chắc là không có đâu. Cầm cái khẩu này mà không top thì thôi, làm gì nữa. Dễ top mà. Nhiều đạn, cày sướng. Cày mắc cái đồ sướng. Chạy đi em ơi. Thằng này, what the fuck, bị lag hả em? Trời đất. Rồi, lag thì tha luôn, không bắn. Rồi, chúng ta chích cho nó vài phát rồi lại cần chiến thôi. Không nên để gì dừa làm gì. Có một thằng trong đấy nó trường. Thằng nào đến cần chiến nó cao đấy. Khốn lắm. Mày giờ vừa đâu. Bọn đấy rất là khôn. Kiểu gì cũng có thằng nấp trong đấy. Mình lên ăn cận chiến là nó cũng cào em coi. Từ từ, mình sẽ cố gắng thôi. May mắn nào. What the fuck. Tên điện thoát à. Vãi lờ thật. What. Trời đất. Thằng nào vậy. Chạy nhân kiểu vỡ mồm. Ôi thằng đấy đâu rồi. Chắc bị bắn chết rồi. Ôi thằng này. Thằng điên này. Hai thằng cùng nhảy cái. Mít cả hai. Ôi thằng này đây rồi. Sau lưng em ấy. Rồi chạy. Chạy nhanh em ấy. Chạy nhanh kiểu boss nó cao. Thoát nhanh. Giải tán. Rồi thằng kia vỡ mồm rồi. Rồi qua được. Qua được rồi, tuyệt vời. Không qua được thì đập máy luôn. À thành zombie luôn. Không qua được là thành zombie luôn. Méo làm người nữa. Rồi hết giờ rồi. Rồi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nhấn like và share video mình nhé. Mình xin cảm ơn các bạn.